Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển để kiểm tra tiếng Việt 3 học kỳ 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 2. Phần 1 La Mã, kiểm tra đọc 10 điểm. Một nhỏ đọc thành tiếng 4 điểm. Với phần một nhỏ đọc thành tiếng, các em sẽ thực hiện hai yêu cầu như sau. Trước tiên, các em sẽ đọc bài đọc Đất nước là gì, trang 80 trong sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc, các em sẽ thực hiện câu hỏi. Hai câu thơ cuối bài cho thấy bạn nhỏ đã nhận ra điều gì? Với yêu cầu thứ nhất, đọc thành tiếng bài đọc thì các em sẽ mở sách giáo khoa tiếng Việt 3 tập 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bài đọc Đất nước là gì, trang 80. Sau đó thì các em sẽ đọc thành tiếng bài đọc. Khi đọc, các em chú ý đọc to, rõ ràng, trôi chảy, chú ý phát âm đúng và ngắt nghỉ, đúng dấu câu. Tiếp theo, sau khi đã thực hiện phần đọc thành tiếng xong, các em sẽ dựa vào nội dung bài đọc và thực hiện câu hỏi. Hai câu thơ cuối bài cho thấy bạn nhỏ đã nhận ra điều gì? Với câu hỏi này thì các em sẽ thấy rằng qua hai câu thơ cuối bài thì bạn nhỏ đã nhận ra đất nước được tạo nên bởi những thứ vô cùng giản đơn. Đây là đáp án cho câu hỏi của phần một nhỏ đọc thành tiếng. Các em sẽ lưu ý đáp án này giúp cô. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập phần 2 nhỏ đọc hiểu 6 điểm. Với bài tập này, các em sẽ đọc bài đọc đánh cá đèn. Sau đó, dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ thực hiện được các câu hỏi ở phía bên dưới. Trước tiên, cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc đánh cá đèn. Chiều hôm ấy, bãi biển tấp nập hẳn lên. Ai cũng muốn xem các đội thuyền ra khơi đánh cá đèn. Lũ trẻ cũng theo ra bãi. Các thuyền nổ máy ran ran, rồi vọt ra khơi, trườn nhanh qua vùng sóng lừng. Nắng chiều tỏa ánh vàng hoe, màu cầu vồng hiện lên trên bụi nước đầu sóng. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, đèn điện trên các thiết bị bật sáng rực rỡ. Vài tiếng đồng hồ sau, thấy ánh đèn, cá kéo về đen đặc. Những con mối, con nục nổi lên, cuốn vào nhau lúc nhúc. Dưới ánh điện, mắt chúng sáng rực rỡ cả một vùng như trận mưa tàn lửa. Mỗi thuyền chỉ đánh 4 mẻ lưới mà chở không hết cá, phải đùn vào lưới thả xuống nước kéo về. Thuyền nào cũng no, lặc lè trên sóng. Bài đọc của tác giả Bùi Nguyên Khiết. Như vậy cô đã đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc đánh cá đèn. Bây giờ dựa vào nội dung bài đọc thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện các câu hỏi ở phía bên dưới như sau. Câu hỏi số 1. Vì sao bãi biển trở nên tấp nập hẳn lên? 0,5 điểm. Đáp án A. Vì mọi người tập trung chơi thể thao trên bãi biển. Đáp án B. Vì mọi người tập trung để ra khơi đánh cá. Đáp án C. Vì có một chương trình ca nhạc trên bãi biển. Và đáp án D. Vì mọi người tập trung xem các đội thuyền ra khơi đánh cá đèn. Với câu hỏi số 1 thì các em sẽ dựa vào câu văn ở trong bài đọc như sau. Chiều hôm ấy, bãi biển tấp nập hẳn lên. Ai cũng muốn xem các đội thuyền ra khơi đánh cá đèn. Như vậy thì ở câu hỏi số 1, bãi biển trở nên tấp nập hẳn lên bởi vì mọi người tập trung xem các đội thuyền ra khơi đánh cá đèn. Vậy các em sẽ khoanh tròn vào đáp án D trong câu hỏi số 1. Câu 2. Khi thuyền chở không hết cá, mọi người trên thuyền đã làm gì? 0,5 điểm. Đáp án A. Đùn cá vào lưới, thả trên biển để nuôi. Đáp án B. Đùn cá vào lưới, thả xuống nước kéo về. Đáp án C. Đùn cá sang thuyền khác. Và đáp án D. Thả cá về biển. Với câu hỏi số 2 thì các em sẽ dựa vào câu văn ở trong bài đọc như sau. Mỗi thuyền chỉ đánh 4 mẻ lưới mà chở không hết cá, phải đùn vào lưới thả xuống nước kéo về. Như vậy đáp án đúng ở trong câu hỏi số 2 là đáp án B. Khi thuyền chở không hết cá, mọi người trên thuyền đã đùn cá vào lưới thả xuống nước kéo về. Câu hỏi số 3. Từ ngữ nào gợi tả con thuyền chở nhiều cá? 1 điểm. Đáp án A. Nổ máy ran ran. Đáp án B. Chuồn qua sóng lừng. Đáp án C. Lặc lè trên sóng. Và đáp án D. Con mối, con nục nổi lên. Với câu hỏi số 3,
thì từ ngữ gợi tả con thuyền chở nhiều cá, đó là lặt lè trên sóng. Tức là khi mà đoàn thuyền đánh cá, đùn cá vào lưới và thả xuống nước để kéo về thì những con cá nhiều đến mức khi con thuyền chở cá thì đã thấy như là lặt lè ở trên sóng. Vậy các em sẽ chọn đáp án C trong câu hỏi số 3. Câu 4. Em hãy đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm trong câu sau 1 điểm. Câu hỏi ý A. Em bọc sách vở để giữ gìn được lâu hơn. Trong câu này in đậm cụm từ để giữ gìn được lâu hơn. Vậy thì với cụm từ in đậm này sẽ nói về mục đích mà bạn nhỏ bọc sách vở. Đó là mục đích để giữ gìn được lâu hơn. Vậy một câu hỏi để nói về mục đích thì chúng ta sẽ dùng câu hỏi để làm gì? Và chúng ta sẽ được câu em bọc sách vở để làm gì? Vậy các em sẽ viết đáp án vào dưới câu hỏi ý A. Với ý B, để đạt được điểm cao trong kỳ thi, Hà đã cố gắng ôn luyện thật kỹ. Với câu này có in đậm cụm từ để đạt được điểm cao trong kỳ thi. Trong câu này thì cụm từ in đậm cũng nói về mục đích. Trong đó thì đây là mục đích mà bạn Hà cố gắng ôn luyện thật kỹ, đó là để đạt được điểm cao trong kỳ thi. Vậy thì cô sẽ dùng câu hỏi để làm gì và chúng ta sẽ có câu Hà cố gắng ôn luyện thật kỹ để làm gì? Tiếp theo các em sẽ quan sát câu số 5. Em hãy điền kiểu câu thích hợp vào bảng sau 1 điểm. Với câu hỏi số 5 các em sẽ quan sát một bảng trong đó có cột thứ nhất gồm có các câu văn. Còn cột thứ hai thì sẽ có kiểu câu tương ứng với câu văn đó. Vậy thì dựa vào các kiểu câu mà các em đã học thì các em sẽ thực hiện bài tập này như sau. Câu văn thứ nhất, con hãy học hành thật chăm chỉ, chấm than. Đây là một câu khiến nêu yêu cầu đề nghị là bạn nhỏ hãy học hành thật chăm chỉ với từ khiến là từ hãy. Vậy thì các em sẽ ghi kiểu câu của câu văn này, đó là câu khiến. Câu thứ hai, ôi, món này thật tuyệt. Đây là một câu cảm để bộc lộ cảm xúc khen ngợi về một món ăn ngon với từ cảm là từ ôi, từ thật. Vậy thì các em sẽ ghi vào hàng ngang thứ hai, đây là câu cảm. Câu thứ ba, than ôi, thời oanh liệt, nay còn đâu. Đây là một câu bộc lộ cảm xúc, nói về cảm xúc tiếc nuối về một thời đã qua. Đó, trong đó thì có sử dụng từ cảm, đó là từ than ôi và từ đâu. Vậy thì các em sẽ ghi ở hàng ngang thứ ba, đây là một câu cảm. Câu thứ tư, con mau vào ăn sáng đi kẻo muộn. Đây là một câu khiến nêu yêu cầu là bạn nhỏ mau vào ăn sáng đi kẻo muộn. Trong đó có từ khiến là từ mau, từ đi. Vậy các em sẽ ghi ở hàng ngang cuối cùng, đây là câu khiến. Tiếp theo các em quan sát câu số 6. Em hãy điền từ ngữ thích hợp vào việc làm bảo vệ môi trường sau 1 điểm. Với câu số 6 thì các em sẽ thấy có hai việc làm bảo vệ môi trường, trong đó thì có thiếu các từ ngữ ở trong chỗ trống. Vậy thì chúng ta sẽ điền như sau. Ở câu thứ nhất, chấm chấm chấm, sử dụng ly, túi nhựa. Trong trường hợp này thì các em sẽ điền từ hạn chế. Sau khi điền xong thì chúng ta sẽ có câu hạn chế sử dụng ly, túi nhựa. Câu thứ hai, sử dụng điện và nước, chấm chấm chấm. Trong trường hợp này thì các em sẽ điền từ tiết kiệm. Và chúng ta sẽ có câu sử dụng điện và nước tiết kiệm. Tiếp theo các em quan sát câu hỏi số 7. Em hãy điền dấu chấm và dấu hai chấm thích hợp vào ô trống 1 điểm. Với câu hỏi số 7 các em sẽ quan sát một đoạn văn. Trong đó thì còn thiếu các dấu là dấu chấm và dấu hai chấm. Các em sẽ điền vào cho phù hợp để tạo thành một đoạn văn hoàn chỉnh. Vậy với đoạn văn này chúng ta sẽ điền như sau. Ô trống đầu tiên, các em sẽ thấy ô trống này đứng cuối câu, cuối cùng gõ kiến đến nhà gà. Đây là một câu kể, kể về sự việc là gõ kiến đến nhà gà. Vậy chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc câu kể. Ô trống thứ hai, các em thấy đứng đằng sau cụm từ gà trai nói. Vậy trong trường hợp này thì các em sẽ sử dụng dấu hai chấm. Dấu hai chấm ở đây có tác dụng dùng để báo hiệu cho lời nói trực tiếp của nhân vật ở phía đằng sau và đứng trước dấu ngoặc kép. Tương tự thì ở phía bên dưới, ô trống đứng đằng sau từ kêu lên
và có dấu ngoặc kép để đánh dấu lời nói của nhân vật. Vậy các em sẽ sử dụng dấu hai chấm. Ô trống tiếp theo. Các em thấy đứng đằng sau câu chỉ có gà trống cưỡng là sẵn sàng đi tìm gọi mặt trời. Vậy chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc một câu kể. Ô trống tiếp theo đứng đằng sau câu gà trống cưỡng cựa sắc, cánh cứng, lông dày. Đây là một câu kể thì các em sẽ sử dụng dấu chấm để kết thúc câu kể. Ô trống tiếp theo đứng đằng sau cụm từ trống cưỡng bay truyền rất khỏe. Sau đó đằng sau nói về những nơi mà trống cưỡng bay đến, đó là bay từ bụi mây đầy gai lên rừng nứa, từ rừng nứa lên rừng lim, từ rừng lim lên rừng trò. Vậy ở trường hợp này các em sẽ điền dấu hai chấm với tác dụng dùng để báo hiệu phần liệt kê. Còn ở các ô trống còn lại thì các em sẽ sử dụng dấu phẩy để ngăn cách giữa các từ cùng giữ chức vụ trong câu. Đây là các dấu câu mà các em sẽ cần điền vào trong các ô trống của câu văn của câu số 7. Các em sẽ quan sát và điền đầy đủ vào trong vở bài tập của mình giúp cô. Tiếp theo các em sẽ quan sát phần 2 la mã, kiểm tra viết 10 điểm. Phần 1 nhỏ, chính tả nghe viết 4 điểm. Với phần chính tả nghe viết này, các em sẽ nghe cô đọc bài đọc Sân Chim. Sau đó thì các em sẽ viết bài đọc xuống phía dưới phần ô trống trong vở bài tập. Trước tiên cô sẽ đọc cho các em nghe nội dung bài đọc Sân Chim. Chim nhiều không tả xiết, chúng đậu và làm tổ thấp lắm. Đứng dưới gốc cây có thể thò tay lên tổ nhặt trứng một cách dễ dàng. Tiếng chim kêu vang động bên tai, nói chuyện không nghe được nữa. Thuyền đã đi xa mà vẫn thấy chim đậu trắng xóa trên những cành cây sát sông. Vừa rồi cô đã đọc cho các em nghe nội dung của bài đọc Sân Chim. Các em sẽ viết xuống phía dưới phần ô trống trong vở bài tập. Khi viết, các em sẽ chú ý viết thật đắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Tiếp theo, cô và các em sẽ chuyển sang bài tập phần 2 nhỏ, tập làm văn 6 điểm. Yêu cầu bài tập, em hãy viết một bức thư tay để chúc mừng sinh nhật bạn. Với bài tập này thì cô sẽ có một bức thư mẫu để các em tham khảo như sau. Các em quan sát bức thư mẫu của cô như sau. Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2022. Linh Trang thân mến, mình là Thư đây. Hôm nay mình viết bức thư này cho bạn để hỏi thăm và chúc mừng sinh nhật bạn. Đầu thư, mình chúc bạn sinh nhật vui vẻ, gia đình mạnh khỏe. Linh Trang à, mình rất tiếc vì không đến dự sinh nhật của bạn được. Mình có một chút món quà nho nhỏ gửi kèm cùng với lá thư này. Mong bạn sớm nhận được bức thư và món quà mình tặng. Bạn của Linh Trang, Hoàng Minh Thư. Đây là một bức thư để chúc mừng sinh nhật bạn của mình. Các em sẽ quan sát và sau đó thì dựa vào bức thư của cô, các em sẽ viết vào trong vở bài tập một bức thư mà các em muốn gửi tới để chúc mừng sinh nhật người bạn của mình. Khi viết, các em sẽ chú ý viết thật ngắn nót, cẩn thận, sạch đẹp và đúng chính tả các em nhé. Như vậy cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện xong các câu hỏi và bài tập trong đề kiểm tra cuối kỳ số 2. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Đề kiểm tra tiếng Việt 3 học kỳ 2 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.